Thưa quý vị, trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tối qua ngày 30 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật với những màn pháo hoa rực sáng trời đêm thành phố trong ngày vui thống nhất non sông. Như thường lệ hàng năm, hàng chục ngàn người đã đổ về khu vực công viên Bến Bạch Đằng quận 1, công viên bờ sông Sài Gòn thành phố Thủ Đức và các tuyến đường quanh đường hầm sông Sài Gòn hầm Thủ Thiêm để chờ xem bắn pháo hoa mừng lễ thống nhất. Hầm Thủ Thiêm là điểm bắn pháo hoa nổi bật nhất ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo người dân, du khách mỗi dịp lễ Tết. Ngoài điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, năm nay thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm tầm thấp, bao gồm khu biệt thự Thảo Điền, khu đô thị Vạn Phúc thành phố Thủ Đức, khu công nghiệp Tây Bắc huyện Củ Chi và công viên văn hóa Đầm Sen quận 11. Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật trong 15 phút vừa kỷ niệm ngày vui thống nhất, vừa đem lại nhiều ấn tượng cho người dân và du khách về một thành phố Hồ Chí Minh năng động, hiện đại đang không ngừng phát triển.